Grand Touring Sprint Challenge mùa giải 2024 sắp bắt đầu, trận chiến cuối cùng từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 tại đường đua quốc tế Chu Hải. Tay đua được ký hợp đồng độc quyền của Evisu, tay đua Vương Nhất Bác sẽ ra mắt. Evisu đã tới và thông báo Vương Nhất Bác sẽ tham gia cuộc thi GTSC Series vào cuối tuần này. Đây là lần đầu tiên anh ấy bước vào trường đua ô tô chuyên nghiệp. Vương Nhất Bác từng tham gia các cuộc đua mô tô chuyên nghiệp, bây giờ anh sẽ ra mắt với vai trò tay đua ô tô chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của đội đua Uno. Vương Nhất Bác sẽ lái chiếc Audi R8 LMS GT3 Evo 2 số 85. Lịch trình của các tay đua như sau: ngày 18 tháng 10 từ 16:30 đến 17:30 luyện tập. Ngày 19 tháng 10 từ 11:15 đến 11:55 thi đấu vòng loại 1 và 2, từ 15:55 đến 17 giờ chung kết vòng 1. Ngày 20 tháng 10 từ 13:45 đến 14:50 chung kết vòng 2, từ 15 giờ đến 15:15 lễ trao giải cuối cùng. Evisu tiếp tục phong cách denim độc đáo của mình, kết hợp yếu tố rắn xanh lá tre để tạo nên màu áo mới cho xe đua của Vương Nhất Bác. Chiếc xe đua thực sự gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài được trang trí độc đáo. Vương Nhất Bác đã luyện tập trên sân và vượt qua kỳ thi lấy giấy phép đua xe hạng B vào ngày 30 tháng 10 năm 2023. Anh ấy sẽ phải thi đấu tại GTSC lần này để lấy được giấy phép hạng A. Vương Nhất Bác sẽ tham gia cuộc đua GT Sprint Challenge 2024 được tổ chức tại trường đua quốc tế Chu Hải từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10. Tôi hy vọng bạn tận hưởng những điều bạn yêu thích, có được những trải nghiệm tốt, lái xe an toàn và thuận lợi trên suốt chặng đường. Người hâm mộ đã sẵn sàng chào đón tay đua ô tô chuyên nghiệp độc quyền của Evisu, tay đua 85 Vương Nhất Bác.